Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình chơi cái game Hunting Simulator, săn bắt thú rừng nhá. Hôm nay, bây giờ này mình đang ở cái wheel là chính mình cầm cái súng đó. Nhưng mà bây giờ mình có thể dùng nhấn chữ V nhá. Nhấn chữ V thì nó sẽ ra là cái wheel của người thứ ba, giống như có người đang dòm mình đó. Rồi đó, đó mình đang đứng đó, thấy không? Rồi bây giờ này thì chơi thôi. Thì ở đây là cái game mà họ cho mình một cái bản đồ, mình đi vô trong cái bản đồ đó đó, thực hiện cái nhiệm vụ, cái mission của mình. Trong cái mission này của mình đó, thì mình phải diệt được con hươu rồi mình rồi ẵm nó về 50m. Khi nó về để coi nhiệm vụ nó cho mình gì nữa. Bây giờ go đi thi hành nhiệm vụ nhé, đi thi hành nhiệm vụ. Cũng giống như cái game khác, mình tới là với kép nha, lui là ớt, trái là A, phải là D đó. Mình ban đầu mình đi tới một cái những dấu vết này nè, những dấu vết, những dấu chân của nó, để coi nó đi ở đâu. Rồi nhấn nút F nha, nó sẽ phân tích. Dấu vết này 4 giờ nè, đúng không? Đi về hướng nam, đi về hướng sau là hướng nam. Rồi thì giờ mình đi tiếp tục, mình đi nhá. Giờ mình tiếp tục đi qua cái dấu kế bên coi nó đi về hướng nào. Xíu. Rồi, tới luôn. Cây quý vị à, các bạn, đó là bụi cây, mình tưởng là mùa hưu chứ mấy sừng nữa. 2 giờ sói, con trồn, con gì đó. Nhưng mà mình
đi đang đi săn hươu mà mình đâu phải là nhiệm vụ mình đâu phải đi săn cái sói thôi trộm gì đâu, đang đi săn hươu mất chân vết hết rồi, chuồng cha có một chân vết kìa. Có dấu vết à, đó, 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 có con gì nó chạy đằng kia kìa, có con gì nó đi đằng kia kìa, cái cây thấy rõ ràng nhất, chạy 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 chạy, là control là nằm xuống nha các bạn. Chạy, chạy mục tiêu rồi, con nó đừng quan tâm nó, mình đang đi săn hươu mà, tới luôn đi. Đi từ từ cẩn thận nha mấy bạn, nói chuyện mình cũng không dám nói chuyện nè, nói chuyện không mà cũng không dám nói chuyện nữa. You are using the wrong pattern for this animal. À, bắn con này thì nó sót. Đi bộ nó thấy mình là nó bỏ nó chạy. Con này trời, mẹ đi mưa xuống rồi, mẹ mưa xuống rồi, đợi lâu quá nó hết giờ luôn mà vẫn không có con hươu. Qua bản đồ này mình vừa đã đạt mình săn đấy, bây giờ mình đang trong giai đoạn là mình đang rình đi kiếm con hươu. Theo bản đồ chỉ là chỗ này là có hươu nè,
là chưa thấy nó hưu xuất hiện. Nè đó, chỉ bên tay phải mình chút xíu á, có hưu á. Bây giờ mình tiếp tục nằm xuống nha, nha. Con này là con Red Fox 5.3 kg, cũng đúng, không phải con mình cần tìm nha. Con này nó nhạy lắm, động tĩnh một xíu là nó bỏ ra chạy ngay à. Có như cái bạn tiếng hoài không thấy con hưu nào trên bắn cho bắn bỏ ghét bắn cái con chuồn đó cho rồi nghỉ luôn cho rồi. Nhiệm vụ của mình là tìm con hươu, không phải tìm trộm. Cứ trôi qua sắp thua nữa rồi đó nha các bạn, 16 mà 11 qua 3 rồi không biết nó lập trình kiểu gì nha. Nó lấy ra game này nó phải cho thêm một vài con hươu rồi đi chừng 20 phút 30 phút gì đó mới có con hươu, chứ chơi có tiếng hồ mà không thấy con hươu nào chân. Nãy giờ mình chơi tiếng hồ đỡ chưa,
quá, thôi đi bộ luôn đi, mệt quá. Bò từ ngoài mệt quá, kiếm hoài cái hẻm đâu chứ, mệt ghê thiệt. Chạy luôn, chạy chồn quỷ hết thoát. Bây giờ này đứng dậy đi, đứng dậy đi, mình đi qua bên tay trái này một chút này, cái chuyện nó chắc này, cái chuyện nó chắc là khó, cái này khó này.
lập tức lại đi về phía đó nữa. Chơi hoài mà không nghe hết, nó chơi nản thiệt chứ. Sửa đi vô con ấy rồi đây nè, vị trí của nó rồi đây mà không thấy, nó còn luôn nữa chứ. Nản quá, nản quá trời mưa luôn. Giờ này không có con hôn nữa chứ, thật khổ cho tôi quá. Thế
lại luôn á. Thiệt chứ, what the fuck. Đi săn hô mà không thấy con hô nào trên bản đồ chứ.
bắn chết nó té lăn chứ. Mẹ nó bị thằng ô mà thằng này cũng tròn rồi. Tròn vậy quá bị bắn lăn xuống dưới rồi. Á à, thiệt tình. Thôi lấy được ở gạt lại. Quá bắn đạn rồi. Dạ. Quá bắn đạn rồi. Tức quá tới cái bắn chết chồn rồi. Xăng bên này cũng đỡ được con chồn các bạn. Nó kêu mình đi săn hô nhưng mà không có con hô đâu hết á. Tức quá bắn đạn chồn luôn. Bốn giờ thôi cũng đi xa rồi, thua rồi. Thua rồi, hết thời gian rồi các bạn. Mình đi săn không có hôn nhé, mình đi săn có tròn thôi. Đó, bạn ha, săn được con tròn nè.